Xin chào tất cả các bạn Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên Youtube Kênh Trần Vân Vlog Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên Phạm Nhân Tu Tiên Phần 2 Tác giả Vong Ngữ Nguồn Bạch Ngọc Sách Nhóm Dịch Phạm Nhân Tông Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé Chương 1335 Sinh tử cùng nhau Người dịch độc hành. Một mảnh hư không không rõ. Luân hồi điện chủ thân mang áo bào đen, đầu đội mũ rộng vành, đang đứng trên một vách núi treo leo giữa trời. Phía trước người có một chiếc hư không quan kính, kích cỡ không khác mấy so với chiếc gương đồng thông thường. Bên trong đang có quan mang chớp động, hình như có bóng người di động. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện hình ảnh bóng người trong gương chính là hàng lập và nam cương uyển luân hội điện chủ đang một mực chú ý tới cảnh tượng này mà cách đó không xa còn có bảy tam bóng người đang đứng sau lưng gã trong đó người cầm đầu thân cũng mang áo bào đen chỉ là đầu mặt cổ và cả cánh tay tất cả đều được quấn cực kỳ chặt chẽ bằng băng vải chính là tu sĩ bộ thiên tông nguyên thuần phong Lúc này Nguyên Thuần Phong tiến lên mấy bước, đi tới sau lưng luân hồi điện chủ. Điện chủ, lúc trước Nam cùng uyển rồi khả minh giới, ta đã xem quẻ đoán trước rằng nàng sẽ bị thiên đình bắt đi. Vì sao không can thiệp, lại để cho thiên đình tùy ý bắt đi, chịu uy hiếp từ bọn chúng chứ? Nguyên Thuần Phong có chút không hiểu lên tiếng nói. Tính tình của Nam Cung Uyển và Như Sương không khác gì nhau. Bây giờ lại có rất nhiều ký ức của Như Sương Tính cách càng trở nên cố chấp Nàng đã quyết chuyện gì Thì sẽ không thay đổi Trừ phi ta cưỡng ép giam giữ nàng Nếu không, không cách nào giữ được Luân hội điện chủ nhìn y một cái Rồi tùy ý nói Nếu như vậy Đến lúc nàng bị truy bắt Chúng ta lại ra tay Nguyên Thuần Phong còn nói thêm Làm như vậy Một mặt là vì để cho hàng lập thấy rõ cách thiền định hành sự Không tự thủ đoạn nào Hôm nay Nam cùng Uyển là do ta mà bị liên lụy Sau này rất có thể lại vì hắn mà bị liên lụy Tránh cũng tránh không được Luân hội điện chủ từ Tôn nói Đại đạo của hắn tương xung với đạo tổ thời gian pháp tắc Tương lai thiên đình nhất định sẽ không tha Lời cách hành sự của cổ hoặc kim Đích thật là sẽ liên lụy tới cửu tộc Sẽ không bỏ qua bất kỳ ai bên cạnh hắn đâu Nguyên Thuần Phong suy nghĩ một phen sau đó nói. Ngoài lý do đó ra, ta cũng là làm vì tê liệt thiên đình. Bọn chúng bỏ ra đâu chỉ trăm vạn năm để tìm ta, nhưng vẫn không cách nào bức ta hiện thân. Bây giờ việc này lộ ra, ta cuối cùng là loạn chút tất vuông. Gã lại cho rằng ta bỏ qua mọi an bài, đưa kháng chính diện với bọn chúng. Ánh mắt của luân hồi điện chủ chớp lên, mỉm cười một tiếng. Bất quá biện pháp này chung quy cơ chút mạo hiểm. Một khi Nam cùng Uyển thật sự bị đưa tới thiên đình, mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Nguyên Thuần Phong trầm mặt một lát nói. Cái tên Phùng Thành Thủy kia có chút ngu xuẩn, nhưng vì kia phía trên hắn thì không phải là người ngốc. Bộ thiền thông các ngươi còn biết áp chú hai đầu, y làm sao lại nhắm đắc tội với luân hội điện ta, cho nên y tất nhiên sẽ để cho Phùng Thanh Thủy tạm giữ người. Luân hội điện chủ lạnh nhạt nói. Dù vậy, Nam cùng Uyển trong cuộc truy bắt này, nếu như xảy ra bất trắc, chẳng phải là... Nguyên Thuần Phong nói ra. Chuyện truy bắt này, người không phải đã bói ra kết quả rồi ư. Nếu xảy ra bất trắc, trách nhiệm không phải hỏi người sao. Luân hội điện chủ hơi nghiêng đầu, nhìn về Nguyên Thuần Phong. Nguyên Thuận Phong nghe lập tức toàn thân cứng đờ, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Ngừng lại, một lát sau, Luân hội điện chủ bỗng nhiên cười nói. Có ta một mực chiêu cố, há lại để cho chuyện ngoài y muốn xuất hiện chứ? À, đó là điều đương nhiên. Nguyên Thuận Phong gật nhẹ đầu cười nói. Luân hội điện chủ thu hồi ánh mắt là nhìn về hai người hàng lập trong gương. Điện chủ, Phương pháp này thật sự có thể kích động hàng lập, khiến cho hắn quyết định cùng chúng ta đối kháng với thiên định hay không. Ánh mắt của Nguyên Thần Phong chớp lên, rồi cùng đưa mắt nhìn bóng người hàng lập mở miệng hỏi. Ở thế gian này, sẽ không người nào hiểu rõ hắn hơn ta. Rồng cứ nghịch lân, chạm vào hắn phải chết. Nằm cùng uyển chính là nghịch lân của hàng lập. Bây giờ tu vi hắn đã tăng vọt, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy thôi đâu. Ồ, Luân hồi điện chủ còn chưa dứt lời, bỗng nhiên khẽ ồ một tiếng. Ngay sau đó, chỉ thấy hàng lập trong hư không quan kính, bỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt. Ánh mắt đúng là nhìn thẳng về quan kính trước người luân hồi điện chủ. Tiếp theo trong nháy mắt, dị quan nổi lên, hư không quan kính lập tức vỡ. Ngoài trừ luân hồi điện chủ ra, còn lại mấy người nguyên thuần phong đều bị một màn bất ngờ này làm cho hoảng hốt. Điện chủ, đây là... Nguyên Thuận Phong dò hỏi Không có gì Hắn phát hiện ra ta dò xét À Ngay cả luân hồi ân ký ta lưu trên người Nam Cung Uyển Cũng bị thanh trừ hết rồi Luân hồi điện chủ khẽ cười một tiếng Rồi tùy ý nói Nói như vậy Hắn chẳng phải đã đoán được Việc này là điện chủ dung túng Sẽ không bởi mày mà căm ghét chứ Nguyên Thuần Phong hỏi Có lẽ vậy Bớt quá kết quả không có gì khác biệt luân hội điện chủ cười cười từ hồ không hề lo lắng tại một nơi nào đó ở long uyên tiên vực trong một mảnh núi rừng to lớn cổ xưa dì bóng cây ngồi đồng cao chừng trăm trượng hàn lập và nam cung uyển đang đứng đối mặt nhau làm sao vậy chứ vẻ mặt của nam cung uyển khác thường mở miệng hỏi hai người bọn hắn ban đầu dự định đi thẳng tới thành uyên đại lục thông qua truyền tống đại trận nơi đó tiến thẳng về trung thổ tiên vực. Chẳng biết tại sao, khi ngang qua đây, Hàng Lập bỗng nhiên đưa nàng hạ xuống mảnh rừng núi này. Hạng Lập không trả lời nàng ngay, mà là xoay chuyển ánh mắt, quan sát tỉ mỉ bốn phía một lát. Rốt cuộc, tập trung ánh mắt vào một khối núi đá tạo hình đặc biệt màu xám trắng. Ở sau lưng cách đó không xa, chỉ thấy một con bươm bướm màu xám trắng đang đầu trên khối núi đá, bốn cánh hơi phè phẩy một mực không chịu bay đi. Đầu tiên là cỏ khô, sau là hải ngư, rồi linh tước. Bây giờ lại là bươm bướm. Theo một đường như vậy, người không thấy phiền chán hay sao? Ánh mắt hàng lập ngưng tụ, hư lạnh một tiếng nói. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo tinh quang từ trong mắt hắn bắn ra. Còn bươm bướm xăm trắng lập tức vỡ, hóa thành một đám trò tàn phiêu tán. Nam Cung Uyển thấy như vậy, kinh ngạc một hồi, đang định hỏi, lông mày cũng theo đo nhíu. Trên người con bướm búng kia, tại sao là ca ba động luân hồi pháp tắc? Nam Cung Uyển nghi ngờ hỏi, là thủ đoạn của luân hồi điện chủ. Hàng lập đáp, dứt lời, ánh mắt của hắn ngưng tụ, cẩn thận tra xét trên người Nam Cung Uyển trong chốc lát, rồi nâng một tay lên, sờ đến sau cổ nàng. Nam Cung Uyển cũng không ngăn, ngoan ngoãn nghiện đầu, lại gần sát hắn. Bàn tay Hàng Lập đặt sau gáy nàng, trong lòng bàn tay nóng lên một hồi, một mảnh kim quang sáng lên. Nam Cường Nguyễn cảm thấy hơi nóng nóng, nhưng chỉ sau một lát thì không cảm thấy gì. Gã dạ, lưu lại ân ký trên người ta sao? Sau khi Hàng Lập thu tay, lông mày Nam Cường Nguyễn cầu lại hỏi. Giống như còn bướm bướm vừa rồi, có lẽ đều là thủ đoạn của lân hội điện chủ, lưu lại để bảo hộ nàng một khi Phùng Thành Thủy có hành động thường tổn nàng, gà hẳn là có thể thông qua những thủ đoạn này, chớp mắt là tới. Bất quá, hiện tại có ta ở bên cạnh nàng rồi, mấy thứ này cũng không cần. Hàng Lập cười cười đáp, nằm cùng Uyển nghe trong lòng không khỏi ấm áp, trên mặt tỏa ra nụ cười dịu dàng. Những chuyện này đã qua rồi, cũng không cần để ý, quan trọng là chúng ta có thể ở bên nhau. Đáng tiếc, luôn có một số người không muốn để cho chúng ta an ổn hàng lập thở dài chúng ta rời khỏi nơi này về linh giới về nhân giới dù là gì giới chỉ cần rời khỏi nơi thị phi này là tốt rồi nam cung uyển cầm chặt tay của hàng lập rồi chậm rãi nói vô dụng thôi nhiều năm như vậy cho đến nay ta luôn cho là mình thuần theo tâm ý mà sống luôn cảm thấy bất kể gian khổ ra sao bây giờ cũng dựa theo quy tắc của bản thân mà làm việc nhưng mà càng về sau càng phát hiện ra ảnh hưởng thiên đạo mệnh số thật đúng là khắp mọi nơi hàng lập đưa tay vén mấy sợi tóc rũ xuống bên tai của nam cung uyển cười khổ nói thiên đạo vận hành không dấu vết thật sự là có số mệnh sao nếu thật sự là có mệnh số ta cũng muốn cảm ơn nó đã đưa chàng tới bên cạnh ta nam cung uyển lắc đầu nói việc này ngược lại là nên tạ ơn Hàng Lập nghe vậy thì trì trệ Cũng mỉm cười nói Nam Cung Nguyễn thấy vậy Trên mặt mày rạng rỡ cũng tươi cười theo Bây giờ cảnh giới của ta Đã là Đại La Định Phong Ta càng ngày càng cảm nhận được Tình cảnh đại đạo tương xung giữa ta Và thời gian đạo tổ Ta đã mơ hồ có thể nhìn thấy Dòng sông thời gian chảy xuôi Thời gian đạo tổ tự như vị thần Trưởng quản dòng sông này Mà ta lại giống như kẻ trộm đào mương mở đường Ý đồ thay đổi dòng chảy của con sông kia Hàng Lập chậm rãi nói Chàng nếu như có thể cảm ứng Vậy gã Nằm cường nguyện ngầm thầm cao chút kinh hải nói Thời gian đào tổ chắc chắn cũng đã có cảm ứng Thế gian đại đạo nhìn như không chỉ ngàn vạn nhánh Có khả năng càng về sau Sau khi vạn pháp quy nhất Cuối cùng phải bước lên một cây cầu độc mộc Vận khí tốt cầu không có ai Vận khí không tốt chính là ngõ hẹp gặp nhau. Ta muốn tránh cũng không thể tránh. Ánh mắt Hàng Lập ngưng trọng nói. Nam Cung Nguyễn cảm nhận được lực đào Hàng Lập nắm trên tay mình. Vô ý tăng thêm mấy phần. Lập tức hiểu tâm ý Hàng Lập đã định. Cũng không tiếp tục thuyết phục. Nếu như chàng đã quyết định muốn đối đầu ngành chiến. Ta mặc dù không giúp gì được cho chàng. Nhưng cũng muốn cùng tiến cùng lùi. Đi theo bên cạnh chàng. Nam Cung Uyển lạnh nhạt nói, trong ánh mắt lại có chút kiên định. "Không được, đi tới Thiên Đình như là xâm nhập vào hang hùng sói, có thể nói là từng bước cơ sát nguy hiểm trùng trùng, ta không thể để cha nàng mạo hiểm như vậy được." Hàng Lập vội vàng lắc đầu từ chối. "Chẳng nghe ta nói, ở trong trí nhớ của Cam Như Sương, ta đã từng theo gã cùng chống lại Cổ Hoạt Kim, mặc dù thất bại, nhưng trong trí nhớ của ta cũng không hối hận." Bây giờ lần này Ta cũng muốn bồi tiếp chàng Thua sao Ta sẽ cùng chàng đi đến cuối đoạn đường này Mà thắng Ta cũng muốn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc ấy Đôi tay của Nam Cung Uyển Nắm thật chặt hai tay Hàng Lập Thần sắc trịnh trọng nhìn về phi hắn Hàng Lập khẽ bút cầm Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Nam Cung Uyển Trong lòng thở dài Cự tuyệt như thế nào cũng đành nuốt xuống Sau khi trải qua chuyện này Dường như để nàng ở nơi nào Ta cũng cảm thấy khó mà an tâm Có lẽ chỗ nguy hiểm nhất Chính là chỗ an toàn nhất Ta đi theo bên cạnh chàng Chàng mới thật sự an tâm Mới có thể chân chính Phóng tay chiến một trận được Nam Cung Uyển cười một tiếng nói Nàng nhất định phải nghe theo lời ta Sau khi tiến vào trùng thổ tiên vực Nếu như không cần thiết Nàng phải đợi trong không gian hoa chi Không được đi ra Khuôn mặt hàng lập có chút nghiêm túc Trịnh trọng nói Được ta đáp ứng chàng Nam Cung Uyển gật nhẹ đầu nói Thần sắc hàng lập hơi buồn lỏng Tay đỡ bả vai của Nam Cung Uyển Tường tận xem xét tỉ mỉ khuôn mặt xinh đẹp của nàng Bỗng nhiên lại có ảo giác như trải qua mấy đời Chàng nhìn cái gì vậy chứ Đôi tai của Nam Cung Uyển hơi nóng Ánh mắt bối rối thoáng dời đi Thấp giọng nói Chương 1336 Khuynh xào, người dịch, độc hành Lần đầu gặp nàng Làm cho ta kinh động như gặp thiên nhân Hàng lập cười nói Lần đầu gặp nhau Ta không nhớ rõ Chàng có kính sợ thiên nhân hay không Mặc giao khi chàng Nam Cường Uyển nói tới đây Ý thức được không đúng Vội vàng dừng Lần này ngay cả trên gương mặt nàng Cũng xuất hiện hai đóa hồng vân một tay hàng lập ôm nàng vào trong lòng, trong mắt hiện ra vẻ hồi ức, rồi chậm rãi nói. Nhắc đến, lại phải cảm tạ con mặt dao kia. Nếu như không phải lần đó làm vỡ túi dầm nàng xem như dao đang kia, giữ nàng và ta... ai à, chưa nói nữa. Dù đã xâm kết thành đạo lữ, Nam Cường Uyển vẫn như trước, cảm thấy ngượng ngùng không thôi. Nâng lên một ngón tay trước bờ môi hàng lập, ngăn hắn nói tiếp. Trong rừng ánh nắng xuyên suốt xuống Chiếu vào trên thân của hai người Có chút ấm áp Sâu trong rừng cây Thỉnh thoảng vang lên tiếng chim tước thanh minh Chim chiếp rung động Gió núi lướt qua như tay phẩy nhẹ Hạng lập cũng không tiếp tục nói chuyện Chỉ nhẹ nhàng ôm lấy nàng Hưởng thụ phần yên tĩnh Khó có được này Thời gian nhoán một cái Đã qua nửa tháng Tuyệt phàm giới là một hạ giới cấp thấp Thuộc năm lâm tiên vực có nhân số đông đảo, diện tích nhỏ nhất, thiên địa linh khí yếu nhất. Trong giới này, đa phần sinh sống đều là phàm phu tục tử. Mặc dù có những người trời sinh đã có linh căng, có tư chất tu hành, nhưng lại như phượng mau lân giác. Chính vì thiên địa linh khí không đủ, tiên dược linh thảo đương nhiên cũng bận cùng theo. Tài nguyên tu luyện càng ít đến thương cảm. Thường thường tu sĩ kết đan kỳ cũng đã là thiên tài tu hành vạn năm khó gặp. Về phần tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, thì càng tương đương với Lão Thiên, là cường giả tuyệt đối đứng trên đỉnh giới diện này. Cho nên, ở giới diện này từ xưa đến nay, vẫn lấy thế giới thế tục làm chủ. Càng nhiều hơn chính là giang hồ vũ phu và miếu đường quyền mưu. Về phần những thế lực tu tiên cao thấp kia, nhiều thời điểm tựa như thần chỉ xuất hiện trong truyền thuyết miệng và trong các loại tiểu thuyết. Cho nên trong giới này, rất ít người có thể nhìn thấy những tu sĩ kia giao đấu chém giết. Dù sao, đạp vào tiên đồ đã thập phần không dễ. Ngay cả thọ nguyên cực hạn cũng không thể đột phá. Đừng nói là đặt cực mệnh trên việc kết thù chém giết. Một ngày này, tôn môn tu tiện đệ nhất ở Bắc Nguyên Quốc, ẩn sơn môn là bị một tử địch nam cường quốc giết đến tận cửa tử địch nam cường quốc bất quá là một tù sĩ kết đan trung kỳ thực lực kém xa đường kim tổng chủ ẩn sơn tông vị tu sĩ này mấy chục năm trước cũng đã là tu sĩ kết đan hầu kỳ theo lý thuyết tên kia hẳn không có lá gan giết đến tận cửa nhưng mà sự thật người này không những giết thẳng tới ẩn sơn tông lại dựa vào một tay cốt địch ngự trùng chi thuật không chế số lượng lớn động vật, giết sạch sành xanh, xanh đồ tử đồ tôn trong môn này, vốn cũng không đến trăm người. Nếu chỉ là động vật bình thường thì căn bản không sao, nhưng khó chơi chính là trong những động vật này còn ẩn giấu không ít linh trùng cực kỳ hiếm thấy. Trong đó bao gồm 28 con vẻ kim trùng chưa trưởng thành hoàn toàn. Sau một phen chém giết, toàn bộ ẩn sơn tông cũng chỉ còn lại một chữ mồn và mấy vị trưởng lão bị trọng thương. Bị người kia dùng linh trùng độc vật dồn đến trước tổ sư đường của tông môn. Trong đó trưởng môn ẩn Sơn Tông là một nam tử tóc bạc có thân hình thấp bé, diện mạo như hài đồng. Phía đầu vai phải, máu thịt bè bét, ngay cả cánh tay và ống tay áo đều đã bị 28 con về kim trùng gặm ăn sạch sẽ. Bất quả là do năm đó sai sót, dẫn đến người phá cảnh thất bại. Làm sao đến mức phải đuổi tận giết tuyệt như bây giờ Sắc mặt trưởng môn trắng bệch, trợn mắt nhìn về nam tử đầu rối Dùng cốt định không chế côn trùng Gã kia ngừng thổi Những động vật linh trùng cũng tạm thời ngừng Không tiếp tục đuổi giết Linh khí vùng thiên địa này có hạn Căn bản không đủ chèo chống Quá nhiều tu sĩ Nguyên Anh Kỳ xuất hiện Người ngăn ta lần này Cả đời ta Chỉ sợ Sợ khó có thể phá cảnh Người nói thù này có nên báo hay không Nam tử đầu rối lạnh lùng nói Dù vậy Người cũng đã triệt để hủy tông môn ta Nên thu tay lại đi Chữ môn khuyên nhủ Còn cái một bước Chỉ cần người chết Ẩn sơn tông này mới xem như chân chính Bị hủy diệt Nam tử đầu rối bất vi sở động Tiếp tục nói Nói xong cốt địch trong tay gã Lần nữa nổi lên Mạng lớn quỷ vật về quanh đỉnh núi Lại bắt đầu chuyển động bay về phía bọn người trưởng môn ẩn sơn tông. Đúng lúc này, giữa thiên địa từ hồ có một âm thanh chấn động như có như không truyền đến. Tất cả mọi người trong khoảnh khắc đó đều cảm ứng được. Nhưng người nào cũng không để ý tới, bởi vì chỉ trong một cái chớp mắt dị động kia đã qua đi, hết thảy đều khôi phục như thường. Ngay sau đó, bầy trùng do nam tử đầu rối không chế, đột nhiên rối loạn một trận. Đội ngũ vốn chỉnh tề bỗng nhiên rối loạn tuần phèo những động vật phổ thông kia ngược lại cũng không có dị dàng gì. Chỉ là các linh trùng trong đó đều nhào nhào thoát ly không chế. Thấy như vậy, nằm tử đầu rối kinh hãi vội toàn lực điều động linh lực, ý đồ không chế những linh trùng kia. Không ngờ sau khi gã dùng toàn lực thôi động lần này, những linh trùng kia vốn định bay đi, đột nhiên quay lại. Dưới 28 con vệ kim trùng dẫn đầu, lao thẳng tới gã. Một trận âm thanh gào thét thê thảm qua đi, huyết nhục nam tử đầu đối hoàn toàn không còn, chỉ còn lại một bộ khung xương đẫm máu còn đứng giữ nguyên địa. Mắt thấy một màn khủng bố này, đám người ẩn sơn tông kinh hãi không thôi, lại phát hiện những linh trùng sau khi giết tên kia liền bay lên không trung ngành ngang rời đi. Căn bản là không có ý định tập kích bọn hắn, mà những đợt vật kia cũng đều nhào nhào rời đi tứ tán. Sống sót sau tai nạn, mấy người hai mặt nhìn nhau lại không biết đây là có chuyện gì. Mà trên một đỉnh sơn phong hùng vĩ trong tuyệt phàm giới, ngay chỗ cao như đụng vào tầng trời, giờ phút này đang nứt ra một kẻ nứt không gian dài chừng 10 trượng. Từng bầy linh trùng hình dạng khác nhau đang từ bốn phường tam hướng tụ tập đến, bay vào bên trong. Chỉ là ở trong này, cơ hội tất cả linh trùng đang bay vào vết nứt, trong nháy mắt liền bị lực lượng không gian xe rách thành mảnh nhỏ chỉ có mấy chục con phệ kim trùng vẫn bình an vô sự bay vào bên trong tại cao xương tiên vực minh linh tông một dãy núi thấp bé biến mất trong vạn dặm độc chướng toàn bộ lòng núi cơ hồ đều bị đụng rỗng bên trong phần bố từng thông đạo giống như mê cung và hàng trăm hàng ngàn cung điện vô số dị tộc đầu kiến thân người trên thân mặt áo giáp màu đen đang bận rộn qua lại trong mê cung thông đạo. Mà giờ khắc này, chỗ sâu nhất trong một tòa cung điện to lớn trong lòng núi dưới mặt đất, lại nằm một kiến chúa màu trắng hình thể to lớn. Thân nó to mỏng tuyết trắng, nhìn tự như con tầm. Nửa người trên lại không khác nhân tộc, thậm chí còn mọc ra một khuôn mặt nữ tử tuyệt mỹ. Đúng lúc này, một trận thiên địa rung chuyển như có như không lướt qua trong một cái chớp mắt kiên chúa màu trắng khép hờ hai mắt đột nhiên mở ra trong mắt là thần sắc kinh hỉ khó tin chẳng lẽ không có khả năng không nhất định là nhất định là nàng nói năng hơi lộn xộn trên người lóe ra hình quang trong nháy mắt hoàn toàn hóa thành hình người biến thành một nữ tử trẻ tuổi thần mang quần lụa mỏng màu trắng khi tức trên người không ngờ là đại la hầu kỳ người đâu chị nghe nàng hét to một tiếng Ngoài điện rất nhanh có bảy tám bóng người vọt vào Ông quyền quỳ xuống đất Rốt cuộc Ngày chúng ta đợi hôm nay đã tới rồi Đại quân tập kết dốc toàn bộ lực lượng Kiên chú cao giọng quát Thuộc hạ tuân mệnh Tám người kia nghe lời Liền đầu tiên là giật mình Sau đó thì cùng hỉ một trận Nhào nhào đáp Một ngày này Các nơi ở cao xương tiên vật Bạo phát trùng triều từ trước tới nay cơ hội là lần lớn nhất. Nhưng chẳng biết tại sao, những linh trùng này tự như hẹn nhau cùng bạo động, nhưng lại không tập kích thành trì, mà là tập kết thành một đám mây che khuất bầu trời trên trúc nguyên phong, là đỉnh núi cao nhất của tiên vực. Có người nhiều chuyện tiến đến điều tra, phát hiện trên không của trúc nguyên phong, chẳng biết từ khi nào, thình linh xuất hiện một kẻ nước không gian rộng chừng vàng trường tại Bắc Hàng Tiên Vực, cực Bắc Minh Hàng Đại Lục, một mảnh băng nguyên tuyết vực, quanh năm bào tuyết tàn phá bừa bãi, đại địa bị vạn điên huyền băng che phủ, không chỉ ít người lui tới mà ngay cả những sinh linh khác cũng là khó tìm thấy. Một tòa băng sơn vạn trường đứng cô độc bên trên, toàn thân tinh lam, trong bão tuyết che giấu có thể nhìn thấy một bông dáng to lớn mơ hồ. Không có dấu hiệu nào báo trước Bỗng một tiếng cách nhẹ vang Ác cả thành âm cuồng phong Kêu khóc trong bão tuyết Từng khối băng sơn to lớn Từ trên núi vỡ ra rơi xuống Phát ra trận trận tiếng oanh minh Làm lộ ra một cánh tầm lớn cao Mấy ngàn trượng Chỉ nghe xoẹt một tiếng vang nhỏ Cánh tầm lớn kia Bỗng nhiên vỡ ra một vết rách Mạng lớn u lam quang Từ đó sáng lên Băng hàng chi khí trùng thiên Từ đó xuyên suốt ra Cơ hồ làm đông lại trong dặm xung quanh. Trong hào quang màu lam, một nam tử tóc trắng trên trắng mọc hai xúc tu thật dài, từ đó bay lượn ra. Gương mặt người này gầy gò, đường cong cứng rắn, dù mạo có chút anh tuấn, một đôi mắt long lánh u lam tinh quang. Ánh mắt lạnh thấu xương, tràn ngập cảm giác mị hoặc dị dạng. Thân hình cô gã khá là cao lớn, mặc trên người một kiện giáp da màu tím lam đằng sau còn có bốn đạo quan giật màu lam hơi chớp động khi tức trên người thình lình là đại la đỉnh phong vương người rốt cuộc đã trở về rồi sao ánh mắt ô lam của gã nhìn về bạo tuyết che phủ thiên khung thì thào nói tiếp theo một cái chớp mắt bốn cánh của gã vỗ một cái bốn bề dâng lên một trận tuyết bạo cường đại thân ảnh của gã cũng đã biến mất không thấy tại trung thổ tiên vực thiên cung đại lục một nơi nào đó của thiên đình trong một tòa cung điện khổng lồ toàn thân xanh biếc như thanh ngọc một nam tử cao lớn tóc ngắn mình trần mặt như kim cương hai mắt trần trần cả người đầy cơ bắp làm trường bào màu xanh sẫm phồng lên gã đi qua đi lại ngay trước một tấm vị thúy vương tòa gần xanh trên trán lồi ra thân sắc có chút nghiêm trọng Đứng trước người gã là mấy tên thần quan Thiên Đình, rõ ràng đều là cường giả cấp bậc đại la. Trước mặt người này, từng tên khoanh tay trước người, trên mặt đều là thần sắc kính cẩn, lại thêm mấy phần lo sợ. Bởi vì nam tử như kim cương này, tên là Hiên Viên Kiệt, chính là một vị đạo tổ ngũ hành bản nguyên, là một thành viên trong Thiên Đạo Thất Quân, đứng trên đỉnh phong quyền lực của Thiên Đình. Người nói là thật ư? ngoài hồ lương tiên quân ngay cả đồng thu cũng bị ám sát hiền viên kiệt nắm chặt thành vương tọa lạnh lùng hỏi hồi bẩm thiên quân lão tổ toàn bộ luân hồi bát tử đều là đã điều động rồi lấy hai người thành tổ sẵn giết cường giả các đại tiên vực đến đây tham dự bồ đề yến thật sự khó lòng phòng bị hai vị kia đều đã bị ám sát vẫn lạc rồi một người trong đó bịt một tiếng quỳ xuống vội giải thích Mấy người còn lại cũng lập tức khom người, không dám nói tiếp. Hồ Lương Tiên Quân thì không tính là gì, nhưng vị đồng thu chân nhân lại là, là con một vị cố nhân của Hiên Viên Kiệt. Mặc dù lui tới không nhiều, nhưng phần tình hương hỏa này thì vẫn luôn duy trì. Chương 1337 Trùng Triều hộ Chủ Người Dịch Độc Hành Có tra ra là hai người nào trong luân hồi bác tử làm hay không. Khoe mắt hiền viên kiệt co đúng hai lần sau đó hỏi tiếp. Là viêm trác và huyền ngư. Bọn hắn cũng không che giấu thân phận. Thậm chí phá hủy sạch sẽ tổ sư đường của tông môn đồng thu chân nhân. Chắc là không sợ thiên định truy tìm trả thù rồi. Người kia tiếp tục đáp. Điều tra rõ tung tích của bọn hắn. Hai người kia phải chết. Thần hồn ta muốn lấy ra để chế tượng. Hiên viên kiệt buông tay ra, chắp tay sau lưng, mở miệng dằn dò. Đám người phía dưới đang muốn đáp ứng, thì bỗng nhiên thấy thần sắc của hiên viên kiệt biến đổi. Trong lòng của cả bọn cũng nhộn nhào theo, hơi lên cổ họng liền dừng. Tốt, tốt. Không ngờ qua nhiều năm như vậy, vậy mà ngươi lại lần nữa đi đến một bước này. Lần này, ngược lại ta muốn xem, ngươi còn có cơ hội chạy trốn hay không. Chỉ thấy hiên viên kiệt nói liên tục ba chữ tốt, bỗng nhiên cao giọng cười ha ha. Những người kia thì không rõ lắm, cũng không dám mở miệng, chỉ có thể ngậm miệng đứng ở đó. Lục Thanh Sơn, Triều Nghiêu, truy tra chuyện viêm trắc huyền ngư, giao cho hai người các người tự xử lý. Những người còn lại đi theo ta. Hiên viên kiệt đột nhiên hét lớn một tiếng nói. Tuân mệnh, mấy người lập tức đáp ứng. Tại Long Yên Tiên Vực Hành uyên đại lục. Một mảnh thiên khung thanh tịnh vàng dầm không mây, phía dưới là một mảnh thủy vật u lam rồng lớn bát ngát, chiếu rọi lẫn nhau. Giữa biển trời, hai vệt đồng quang cùng bay qua. Trong hư không, lưu lại một vệt màu vàng thật dài, nhập dần một trận ba đồng không gian mãnh liệt. Trong đồn quang là hai thanh niên nam nữ, trong đó thân hình cao lớn, mắt nhỏ mày rộng, mũi không quá cao mặt mũi tràn đầy râu quai nón. Còn một người là nữ tử trong bộ cung trang màu lam, dịu dàng, động lòng người. Uyển Nhi, lát nữa đến thành uyên đại lục, nàng trước vào trong đồng thiên hoa chi, chỉ một mình ta tiến vào thông thiên tháp, tiến về trung thổ tiên vực. Nam tử râu quai nón nói với nữ tử bên cạnh, nữ tử này không phải ai khác chính là Nam Cung Uyển. Mà hán tử râu quai nón dĩ nhiên chính là hàng lậm rồi ta biết, chỉ là ta có chút lo. Chàng đường hoàng dùng truyền tống trận của thiên đình đi trùng thổ tiên vực. Sẽ không bị phát hiện gây rối loạn đó chứ. Lông mày của Nam Cương Uyển nhiều vẻ đang câu lại hỏi. Không sao, ta có bộ đề lệnh trong tay. Bên này sẽ xem ta là khách quý của thiên đình, không dám dò xét nhiều. Hưởng hộ, bất luận ra sao bằng hắn cũng sẽ không ngờ, tài dám đi như vậy đâu. Hạng Lập lắc đầu nói. Nếu như chàng đã nói như vậy Thì ta yên tâm Nam Cung Uyển gật đầu Hai người trong khi nói chuyện Đã thấy xa xa mấy ngàn dặm phía trước Là đường ranh biển màu đen Của thành uyên đại lục Đúng lúc này bỗng nhiên có một trận Ba động dị dạng từ phía trước truyền đến Tâm niệm hàng lập vừa động Ngừng lại Đưa tay kéo Nam Cung Uyển ra sau lưng Ngưng thần nhìn về phía trước Chỉ thấy trên không biên giới đường ven biển một mảnh hồ quang đèn nghịch chớp động ở trong có trận trận tiếng côn trùng kêu vang tạp nham không ngừng vang hàng lập nhíu mày trong lòng lập tức dâng lên một loại cảm giác cổ quái bất quá sau một lát phiến hồ quang kia đã bay tới gần mấy trăm dặm hình dáng càng hiện ra rõ ràng làm kẻ khác liếc qua sau lưng đổ cả mồ hôi chỉ thấy trong phương viên mấy trăm dặm kia vậy mà chẳng chịt tất cả các loại linh trùng. Ở trong đó, còn hình thể lớn chừng mấy trăm trường, cực giống bọ hung sần chữ y. Còn hình thể nhỏ thì bất quá hai ba tấc, nhìn tự như những con nhuyễn trùng. Nếu chỉ là tộc đàn trùng triều duy nhất nào, ngược lại không có gì cổ quái. Thế nhưng, lại chẳng chịt hơn mấy trăm vạn con linh trùng, hỗn tạp cùng một chỗ, phù thiên cái địa đi như vậy tất là có vấn đề. Không đúng. Hàng Lập nhìn trùng triều càng ngày càng gần thì cau mày nói. Là trùng triều, linh giới cũng có, chỉ là quy mô không lớn như vậy thôi. Chàng cảm thấy không đúng chỗ nào chứ. Nam Cường Uyển lên tiếng hỏi. Trùng triều bộc phát, bình thường đều tập kết cùng linh trùng tộc đàn. Tiến hành phá hư thôn phệ với quy mô lớn. Nhưng trong đám trùng triều này, chủng loại thập phần hỗn tạp. Trong đó còn không thiếu một ít gia hỏa vốn là thiên địch của nhau. Tỷ như tình vàng tê trùng và vô diễm minh trùng, vốn là tử địch đụng nhau sẽ liều mạng tranh đấu, không thôn vệ đối phương sẽ không bỏ qua. Nhưng tại nơi này lại cùng sánh vai đi, cũng không tranh đấu, điều này đúng là không bình thường. Hàng Lập trầm ngâm nói, hắn vừa dứt lời, thần sắc bỗng nhiên hơi đổi, chỉ thấy trong bầy trùng bỗng nhiên tách ra hai bên chính giữa lao ra một con giáp trùng màu vàng thân hình lớn chừng trăm trượng toàn thân tản mắt ra trận trận ba động khí tức cường đại trùng này không phải vật gì khác rõ ràng là một con vệ kim tiên tù vi đã tiếp cận thai ức đỉnh phong uyển nhi nàng ở chỗ này đừng có động chờ ta một chút lông mày hàng lập nhíu lên nói với nam cung uyển không đợi nam cung uyển đáp ứng thân hình hàng lập đã lóe biến mất khỏi chỗ cũ Tiếp theo một cây chớp mắt, thân hình hắn xuất hiện trước đại quân trùng triều, mắt thấy sẽ bị vô tận linh trùng mênh mông bao phủ. Nhưng mà quanh thân hắn bỗng nhiên lóe lên kim quang, một tầng linh vực màu vàng trong nháy mắt khuếch trương ra, bao phủ phương viên mười mấy vạn dặm vào trong. Một vòng bảo luân màu vàng bay thẳng lên không, tỏa xuống vạn đào kim quang. Linh trùng như sóng biển trong nháy mắt bị thời gian linh vực bao phủ, tất cả đều ngưng kết trong hư không trên thân vẫn có linh quang bao phủ, còn duy trì động tác vỗ cánh bay múa, tất cả tự như chết cứng, không nhúc nhích chút nào. Ngay cả thủy vực phía dưới, trong nháy mắt cũng đứng im, gần sóng cũng ngừng kết ngay tại chỗ. Thân hình hàng lập đi vào trong trùng triều, chấp động trong linh trùng dày đặc mấy cái, đã đi tới trước người của con phệ kim tiên kia. Một tay hắn chỉ vào mi tâm mình, một đạo tinh quang lập tức bắn ra, bắn vào đầu con phệ kim tiên kia, lập tức chui vào, biến mất không thấy. Hàng lập nhắm mắt dò xét một lát, bỗng nhiên lông mày nhướng lên, mở hai mắt ra. Đại sự như vậy, lại không nói với ta, thật sự là hồ nháo. Nói xong thân hình hắn lóe lên, về tới bên cạnh Nam Cung Uyển. Đã xảy ra chuyện gì? Nam Cung Uyển ân cần hỏi hàng. Nhìn tình hình này, Kim Đồng sợ rằng sắp phá cảnh tiếng dài tất cả những linh trùng này đều là đi hồi giá cho cần vương hàng lập nhíu mày nói tiếng giai nàng sắp tiếng giai đại la hậu kỳ sao nam cung uyển kinh ngạc hàng lập lắc đầu không phải đại la hậu kỳ nàng là muốn một lần nữa hợp đạo tiếng giai đào tổ gì chứ thần sắc của nam cung uyển khẽ biến khó tin nói thuộc phệ pháp tắc của kim đồng là dị năng thiên phú tu hành khác với người thường huống hồ nàng vốn là chân thần đạo tổ phân hóa ra hiện tại đã trải qua cả đời thôn vệ một lần nữa tụ hợp thôi cho nên không cần phải chém tam thì tốc độ cũng không tính theo lẽ thường hàn lập nhìn về phiến trùng triều ngừng kết bất động kia rồi giải thích đây không phải là chuyện tốt sao nhìn bộ dáng của chàng có vẻ rất lo nam cung uyển hỏi nàng xem thành thế trùng triều này thật to lớn chỉ sợ không chỉ có lòng uyên tiền vật này mà cảnh tượng những tiền vật khác cũng giống như vậy làm ra động tĩnh lớn như thế khó đảm bảo người của thiên đình sẽ không chú ý hạng lập vừa có điều suy nghĩ nói ra nếu như vậy đích thật phong hiểm không nhỏ chàng định làm gì nằm cùng uyên nghe thì cũng hiểu ta phải đi giúp kim đồng bảo hộ nàng ấy một đoạn đường ánh mắt hạng lập ngừng tụ nói nên đi chỉ sợ bây giờ chàng cũng không biết nàng ta đang ở chỗ nào nam cung uyển gật gật đầu chuyện này rất đơn giản chỉ cần đi theo trùng triều này là được ánh mắt hạng lập lần nữa nhìn về trùng triều chẳng chịt xa xa lên tiếng nói vẫn là chàng nhảy bén lại nói trùng triều hội chủ với thành thế lớn như vậy chắc hẳn thời điểm nàng ấy tiếng dai càng thêm tráng lệ rồi sau khi nam cung uyển nghe xong che miệng cười khẽ có chút mong đợi Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Hàng Lập nói xong, kéo tay Nam Công Uyển, thân hình lóe lên, rơi vào trên lưng của con vệ Kim Tiên. Sau đó hắn phất tay, triệt hồi thời gian linh vực. Dòng thời gian bốn phí hư không lập tức khôi phục. Đại quân trùng triều gào thét qua, bay về phía một chỗ hải vực khác. Không gian vực ngoại của một nơi nào đó, trong một mảnh hư không tĩnh mịch thuần túy không gì sánh được, khắp nơi đều có trận trận không gian phong bào quét qua, ngẫu nhiên và chạm lẫn nhau, tặng mắt ra trận trận quang mang lộng lẫy giống như cực quan. Biên giới một mảnh không gian phong bào to lớn, lơ lửng một đám mây đen rất to, thoáng như vật sống lúc co lúc giãn. Bên trong khói mây cuồn cuộn, sáng lên từng chùm sáng giống như hải đăng, xuyên suốt ra bốn phương tam hướng. Vùng mây đen to lớn này chính là do vực ngoại thiên ma ngừng tụ ra, giờ phút này là dính sát với không gian phong bào không chịu dẫn động không chịu dẫn động nửa phần về phía trước trong vô tận hư không cách đó mấy chục vạn dặm thình lình lơ lửng một con giáp trùng màu vàng lớn chừng mấy vạn trượng toàn thân tản mắt ra hào quang màu vàng giống như hỏa diễm hừng hực dũng động bên trong truyền ra trận trận khí tức vô cùng cường đại phạm là thiên thạch thuộc vực ngoại thoáng tới gần một chút dù vẫn cách xa mấy vạn dặm, đều sẽ bị cổ khí tức này tác động đến, trong nháy mắt tan thành mây khói. Cùng lúc này, hư không bên ngoài quanh thân giáp trùng màu vàng, khắp nơi có thể nhìn thấy từng vết rách hư không lớn hoặc nhỏ, như từng cánh cửa sổ mở thông phòng. Trong đó cái nhỏ cũng vài chục trường, lớn thì đến mấy vạn trường, bên trong là hình ảnh vô số nơi ở tiên vực. Trong những kẻ nứt không gian kia, hơn phân nửa đang có vô số linh trùng từ đó xuyên qua, bay đến phía vùng vực ngoài không gian này. Chỉ là hư không vực ngoài không giống nơi khác, ở trong áp lực không gian cường đại không tầm thường. Đại đa số linh trùng lúc xuyên qua kẻ nước này, trong nháy mắt, nhào nhào bảo thể mà chết, biến thành tro tàn. Mặc dù như vậy, vẫn có vô số linh trùng dày đặc, hùng hãn không sợ chết, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau sông lên. Trong những linh trùng này, không thiếu những con có thiên phú dị bẩm, có thể ngăn được áp lực không gian diệt xác vọt tới bên cạnh giáp trùng màu vàng to lớn kia, được kim quang của nó che chở có thể lưu giữ lại. Mà có thật nhiều phệ kim trùng xen lẫn trong đó, lúc bay vào trong phiến kim quang kia, bị quang mang làm cho tan rã. Toàn bộ lực lượng đều bị nuốt chửng vào thể nội giáp trùng màu vàng to lớn. Theo càng ngày càng nhiều linh trùng tiến vào vực ngoại không gian, kim quang ngoài thân giáp trùng màu vàng lưu giữ lại bầy trùng cũng càng lúc càng lớn. Giờ phút này, nghiệm nhiên đã như một chiếc đai lưng vận quanh thân nó. Chương 1338 Trùng Tổ Người dịch vì anh vô tình Trong rất nhiều cải nước không gian, có một cải nước, khắp nơi trong đó đều là cánh đồng tuyết mênh mông. Trong bầu trời đầy do tuyết năm đó, một nam tử tóc trắng đang đứng trên trán có hai sợi xúc tu rất dài cả người như muốn dung nhập vào trong mảnh tuyết trắng nơi đây hiện giờ y đang ngẩng đầu nhìn về bên này gương mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào đột nhiên nam tử nhếch miệng cười một tiếng rồi thân hình bay lên trên không trung hai tay trước người tách ra một luồng ánh sáng mờ từ đó sáng lên xuyên thẳng vào chính giữa kẻ nước không gian ngay sau đó luồng ánh sáng mờ chợt tăng vọt lại cơn rắn làm cho cả nước không gian vốn chỉ lớn mấy trăm trượng, vỡ ra thêm trăm trượng. Thân hình nam tử tóc trắng lóe lên, xuyên qua đó, tiến vào vùng không gian bên kia. Trong nháy mắt khi bước vào không gian này, quang mang ngoài thân nam tử sáng lên trắng lóa như tuyết, lập tức chấn vỡ không gian phong bào đang cuốn tới. Sau đó thân hình y lóe lên, từ trước người bỏ canh cứng màu vàng, sau đó chắp tay, quỳ lại phía trước nó thuộc hạ sương bạch cùng ngành bệ hạ quay về thần sắc nam tử tóc trắng kích động âm thanh lại rất cung kính y vừa nhất lời trong đạo hư không khác một nữ tử trẻ tuổi mặc quần lụa mỏng màu trắng đem theo mấy trăm nam tử mặc áo giáp hình con kiến màu đen từ trong kẻ nước bước ra bên ngoài kẻ nước còn có vô số lính kiến mặc hắc giáp đồng loạt đứng trang nghiêm chỉnh tề giống như quân đội Sương Bạch, ta cứ tưởng rằng tươi sớm nhất phải là Thanh Phong, không ngờ lại là ngươi, còn hàng bài hoại này. Nữ tử trẻ tuổi nhìn nam tử tóc trắng, mở miệng cười nói. Nghĩ tu. Sương Bạch nghe thì quay đầu nhìn nàng, gọi tên một cách lành nhạt. Vẫn là một thân một mình, vẫn dáng vẻ lạnh lùng như ngày xưa, à... Không ngờ cảnh giới của ngươi đã cao hơn không ít nữ tử trẻ tuổi tên là Nghĩ Tu có chút kinh ngạc nói. Trong tri nhớ của nàng, năm đó theo trùng vương đại chiến với thiên đình, tám đại chiến tướng dưới trướng hầu hết đã chết trận, chỉ có ba người sống sót, ngoài trừ thanh phong, người thương thế nặng nhất là Sương Bạch. Năm xưa không thể giúp cho vương ngăn địch, may mắn sống tạm bờ qua ngày, nào dám không toàn lực tu hành, đáng tiếc trước sau vẫn không thể nào đạt tới cảnh giới của vương. Sương Bạch nói Người làm được như vậy Đã là rất khá rồi Lúc này một thành âm nhỏ như mũi Bỗng nhiên từ trên đầu vai của Sương Bạch vang lên Nghĩ từ và Sương Bạch Đồng thời giật mình Rồi im lặng Chỉ thấy trên đầu vai của Sương Bạch Vang lên một trận vù vù Là một con mũi không lớn hơn bao nhiêu So với đầu ngón tay Đang vỗ cánh bay Nó bay ra khỏi vai của Sương Bạch Trên thân bỗng lóe lên ánh sáng xanh lập tức hóa thành một tên nam tử cao lớn, mặc nhuyễn giáp màu xanh, sau đó đáp xuống trước mặt hai người. Nam tử này là một trung niên khoảng 40 tuổi, đầu tóc đen hơi xoăn, dài, chạm vai. Sau óc thì rối tung toán loạn, thần sắc có chút mệt mỏi. Mặt y toàn râu quai nón xồm xoàm, bồi dáng giống như tụ quỷ đang chán nản. Xem ra còn chưa có tỉnh ngủ. Nhưng mà đôi mắt y lại tràn ngập thần quang đặc biệt bên ngoài con người có một vòng đường vân màu vàng trong đó lại có ánh sáng kỳ dị làm cho người ta kinh sợ khiến người từng gặp qua sẽ khó mà quên lính kiến mặc hắt giáp sau lần nghỉ tư thấy như vậy rồi rít lấy ra bình khí muốn xông tới trước lui ra nghỉ tư giơ tay ngăn cản đám lính kiến thành phòng xem ra ẩn nặc pháp thuật của người lại có tiến bộ hai người chúng ta vậy mà không thể nào phát hiện ra người. Người đến đây từ khi nào? Lông mày của Sương Mạch nhúng lên hỏi. Cảm ứng được vương, ta lập tức đến đây ngay. Thành Phong vuốt gương mặt mình nói. Có từng nghe vương căn dặn gì chưa? Nghị từ vội hỏi. Chưa có, sau khi đến đây, vương chưa hề nói với ta câu nào. Thành Phong nhìn thoáng qua bọ canh cứng màu vàng rồi lắc đầu. Gã vừa nói xong, kim quang trước người bỏ canh cứng màu vàng, tăng vọt. Một đào hư ảnh nữ tử từ từ bay ra, lơ lửng giữa không trung, đôi mắt nồng đồng kim quang, không chút tình cảm nhìn về đám người phía trước. Gương mặt nữ tử khá trẻ tuổi, thậm chí dáng dấp còn mang theo mấy phần thiếu nữ đúng là kim đồng. Thuộc hạ tham kiến trùng tổ Ba người thành phong thấy như vậy thì đều vui mừng, nhào nhào quỳ lại. Hôm nay bản tòa muốn thử trở lại vị trí đạo tổ. Hy vọng các người hộ pháp cho ta, ngăn cản mọi kẻ địch xâm nhập. Ánh mắt của Kim Đồng chậm rãi liếc qua ba người rồi mở miệng nói. Nguyện chết không lùi bước. Trong mắt ba người lóe ra lẻ vẻ vui mừng rồi vội vàng đáp lời. Hư ảnh nữ tử gật nhẹ đầu, không nói một lời, thân hình chậm rãi lui về, dung nhập vào trong người bỏ canh cứng màu vàng một lát sau ánh sáng quanh thân bọ canh cứng màu vàng càng trở nên chói mắt từ đó truyền ra từng đợt ba động rất đặc thù không ngừng lan ra bốn phía bốn phía nơi có những cây nứt không gian cũng chậm rãi chấn động theo mang từng đợt ba động kia truyền ra ngoài những linh trùng từ các tiền vật khác đang chạy tới càng trở nên điên cuồng hơn dồn dập xông qua cải nứt nhằm về phía vực ngoài không gian này các vệ kim trùng phân tán khắp nơi cũng từ đó bay ra, không ngừng lao tới bên trong hào quang màu vàng. Trong những vệ kim trùng này, có ấu trùng chưa thành thục, cũng có con đã tu luyện đến cảnh dây thai ức, nhưng vệ kim tiên cấp bậc đại la thì không có, toàn bộ đều hòa làm một thể với kim đồng. Tình hình biên kỳ kia, kia chắc chắn sẽ không bỏ qua, chúng ta phải chuẩn bị cho thật cẩn thận à. Thành Phong suy nghĩ một chút nói. Lần này cho dù ta thịt nát xương tan Cũng không để cho gã ta uy hiếp được vương Khuôn mặt sương bạch lạnh khóc Lạnh lùng nói Ta đi ngự trung bày trận Các người hãy chú ý các kẻ nứt Đề phòng địch nhân tranh thủ cơ hội lẻn vào trong này Nghị tư nhìn xung quanh Sau đó chậm rãi nói Ta đi trước đi đuổi những tên thiên ma đang rình mò ngoài kia Giờ nơi này giao lại cho các người Ánh mắt thành phong xoay chuyển Nhìn về thiên ma vân to lớn ở đằng xa. Sau khi nói xong, thần sắc mệt mỏi trên mặt y hoàn toàn mất đi. Trong đôi mắt lóe lên kim quang, cả người và khi thức trong nhai mắt liền biến mất. Nghĩ tư và sương bạch giật mình, đã không thấy bóng dáng của thành phòng đông. Y lại mạnh hơn trước. Lông mày của nghĩ tư nhíu lại nói, lúc trước trong ba người bị thương nhẹ nhất là nàng, bây giờ cảnh giới thấp nhất cũng là nàng. Sương Bạch nhìn thấy sự ai nấy lạc lỏng trong mắt nàng, bèn mở lời an ủi. Người am hiểu, ngự trùng bày trận, không nên quá để ý chuyện khác, làm tốt việc của mình là được. Nghĩ tù nghe gật đầu rồi bay lên ngay phía trước bỏ canh cứng màu vàng. Tất cả linh kiến mặc hắc giáp ở bạch ở đằng sau cũng vội vàng đi theo. Nàng phân phó tất cả linh kiến. Một lúc sau, các linh kiến bắt đầu bay ra các nơi, hòa vào đại quân trùng triều đang quay quanh bốn phía bò canh cứng màu vàng. Lát sau, trùng triều vốn đang hỗn loạn, lộn xộn, bắt đầu tập hợp theo thứ tự, như là đại quân có kỷ luật nghiêm minh, như cánh tay đắc lực để cho nghỉ tu điều khiển, an bài xung quanh kim đồng. Càng theo nhiều linh trùng gia nhập, một tòa đại trận bằng linh trùng vô cùng lớn dần dần lộ ra. Ánh mắt sương bạch ngưng lại, nhìn tình hình phía trước, hít sâu một hơi làm quang quanh thân lóe lên, phát ra một cổ sương mù màu trắng vô cùng lạnh lẽo tản ra khắp nơi, tràn ngập bốn phía. Thần niệm của y cũng theo sương mù phân tán, cẩn thận dò xét tình hình các kẻ nứt xung quanh. Theo thời gian, đội ngũ đại quân trùng triều ngày càng trở nên khổng lồ. Có loại bản mệnh thần thông không tầm thường, có loại theo cảnh giới tu vi khá cao, nhưng chúng đều chịu đựng áp bách của vực ngoài không gian chi lực đi vào ngoài thân kim đồng để bảo vệ vương của bọn chúng. Dưới sự thống lĩnh của Nghĩ Tư, những đại quân trùng triều này đứng tầng tầng lớp lớp trong vực ngoài không gian, tạo thành một tòa pháp trần tự hạt khổng lồ. Nó có hai cái kìm bò cạp, một cái toàn thân trắng như tuyết, phía bên trên tản ra hàng khí lạnh lẽo. Một cái khác thì toàn thân màu xanh sẫm, chảy lên ngọn lửa màu xanh lam. Sau người nó là đuôi bò cạp to lớn đang dương lên ở đó mọc ra một đạo gai độc như móc cầu bị uống cong, lóe lên ánh sáng sắc bén. Giờ phút này kim đồng đã bị kim quang bao phủ hoàn toàn, không còn nhìn thấy thân ảnh của bò canh cứng màu vàng, chỉ còn thấy một quang cầu to lớn màu vàng, giống như bảo vật quy giá đang được bò cạp khổng lồ bảo hộ trên lưng. Từng đợt lực hấp dẫn mạnh liệt xuất hiện ở bốn phía, không ngừng khuếch tán ra khắp nơi. Đúng lúc này âm thanh cực lớn như tiếng chuông vang. Bỗng nhiên từ quan cầu trên lưng bọ cạp truyền ra. Một mảnh ánh sáng mờ từ quan cầu phát ra. Một hư ảnh thân thể của nữ tử đang nhanh chóng ngưng tụ, lơ lửng trên kim cầu. Tự nhiên là kim đồng. Chỉ nghe một trận ngầm khẽ trong miệng. Hai tay nàng bỗng nhiên dàn ra, tự như đang chuẩn bị tư thế thoải mái để tiếp nhận. Phía trước ngực nàng vòng xoáy màu vàng đột nhiên hiện ra, giống như cái phễu nối liền quang cầu bên dưới. Ngay sau đó, kẻ nước không gian ở buôn phía kịch liệt chấn động. Vô số về kim trùng từ trong kẻ nước tuôn ra bay vào, như từng đào thác nước màu vàng rơi xuống chính giữa của vòng xoáy màu vàng. Vực ngoài không gian vốn tĩnh mịch, bị kim quang loa mắt này chiếu rọi, phản phất như xuất hiện thêm vần mặt trời. Phương viên mấy trăm vạn dặm đều bị tia sáng màu vàng này tràn ngập nghĩ tư đứng trên đầu của bò cạp nhìn thấy cảnh này thần sắc kích động không giấu được mắt nàng cũng ẩm ướt ở cách đó không xa sương mù màu trắng cũng ngưng tụ thân ảnh sương bạch hiện ra chờ vô tận tuế nguyệt rốt cuộc cũng đã đến ngày này ánh mắt của sương bạch ngưng tụ nhìn về kim đồng nghĩ tư nhìn y là liếc mắt về phương xa thành phong đâu sao còn chưa quay về Vượt ngoài thiên ma cũng không dễ đối phó Nhưng chắc cũng sắp trở về rồi Sương Mạch mở miệng đáp Nghĩ tù nghe còn muốn nói điều gì Thân sắc bỗng nhiên biến đổi Ánh mắt nàng xoay chuyển Định nhìn về cái nước không gian lớn nhất Trong hư không phía trước Thì phát hiện thân ảnh Sương Bạch bên cạnh đã biến mất Đã xông về bên kia trước một bước Không đợi Sương Bạch đến gần Trong đảo cái nước không gian kia Cầm bóng đèn lấy ra Một tòa núi cao trăm trường từ đó bay ra lập tức xuất hiện trong vực ngoài không gian. Nguy rồi! Nghĩ từ nói thầm một tiếng, sau đó thân hình lao lên cao, nhưng không lộ mãn đi tới ngọn núi, mà là vận dụng tâm niệm, chỉ huy bỏ cạp dơ lên hai cái kiệm to lớn, sẵn sàng bày trận nghênh đón kẻ địch. Kết thúc tập 275 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiền. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.